Trong chiến lược phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, Long An được đánh giá là một trong những vùng kinh tế có nhiều tiềm năng, được quy hoạch thành khu đô thị mở của thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị Overlook Residence tọa lạc ngay trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nằm giữa hai cụm công nghiệp lớn, cụm công nghiệp đô thị Nhị Thành 100 ha, khu công nghệ kỹ thuật cao 200 ha do tập đoàn Hàn Quốc đầu tư. Bên cạnh đó, Overlook Residence chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 15 km, đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương 400 m, thành phố Tân An 8 km, thị trấn Bến Lức 5 km. Rất thuận tiện về giao thông và liên kết vùng. Khu đô thị Overlook Residence đối diện với trung tâm hành chính mới của huyện Thủ Thừa và cách tiện ích công cộng trong bán kính 500 m như trường học, bệnh viện đa khoa, ngân hàng, bưu điện, chợ vân vân. Tổng diện tích quy hoạch toàn khu là 22 ha với sự tham gia của các nhà tư vấn thiết kế hàng đầu Singapore nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống tốt nhất cùng với các công trình tiện ích như hồ bơi, hồ sinh thái, sân tennis, khu thương mại vân vân. Cơ sở hạ tầng và hệ thống cáp điện ngầm, hệ thống chiếu sáng hiện đại. Ngoài ra, Overlook được thiết kế đậm chất nhân bản với vỉa hè lát gạch và lối đi lên cho người tàn tật. Với một vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, khu đô thị Overlook Residence thực sự là cơ hội cho các nhà đầu tư. Dự án chính thức mở bán vào ngày 10 tháng 10 năm 2010. Mọi sự quan tâm, khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, số điện thoại 0837 113 113, 0838 266 366, 0862 989 898, 0839 638 888.